Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire họ lại bất ngờ mở chúng ta một sự kiện. Là đúng ra thì đấy, cái sự kiện này họ phải mở sáng cơ, nhưng mà vì lý do nào đấy mà họ lại quên mất, đến chiều họ mới mở anh em ạ. Đấy là cái sự kiện nhà sản xuất đấy, cái sự kiện nhà sản xuất Beast này thì nó đã ra mắt ở các server khác được 1-2 ngày rồi đấy, nhưng mà hôm nay nó mới ra mắt ở server Việt Nam. Đấy thì các bạn từ suốt từ buổi chiều thôi, mình cũng bận nên là mình cũng chưa kịp làm clip để review cái sự kiện này. Ok con Dê, thì cái sự kiện này chúng ta sẽ chơi như thế nào? Đấy, chơi thì nói chung đơn giản thôi, chúng ta sẽ cố gắng là giành được những cái huy hiệu đấy, làm nhiệm vụ giành huy hiệu, và sau đó thì chúng ta sẽ mở khóa những cái hiệu ứng về nhạc và sân khấu. Ở đây thì mỗi ngày chúng ta có thể lấy được tối đa là 5 huy hiệu, và cái sự kiện này nó sẽ kéo dài 10 ngày. Và như vậy chúng ta sẽ tổng cộng lấy 50 huy hiệu, thì với 50 huy hiệu này chúng ta có thể mở khóa các sự kiện. Thì tổng cộng những cái mà chúng ta cần mở khóa ấy, là nó sẽ có bao gồm là 8 hiệu ứng và 4 cái hiệu ứng nhạc và 8 cái hiệu ứng về âm thanh, thì tổng cộng là 12 x 13 thì chúng ta sẽ cần 36 huy hiệu. Đấy, ngoài ra ở đây thì chúng ta có một cái bộ sưu tập, nhưng mà cái này thì không phải là quà free đâu. Đấy, cái này thì không phải quà free đâu, mà cái này là bên nhà nào cho chúng ta xem cho vui thôi. Đấy, còn tất cả 4 đồ này đều sẽ không free. Đấy, ở trong cái mục bộ sưu tập anh em, tại vì có một số bạn thì sẽ hiểu nhầm là bên nhà Na Free Fire họ sẽ cho chúng ta quà, đó là hai cái bom keo cộng thêm một cái xe cộng thêm cái kiếm katana thần bí là quà free, nhưng mà thực tế là không phải quà free. Có chứ, mình ấn nhầm thoát ra khỏi sự kiện rồi anh em. Đấy, ấn nhầm thoát ra khỏi sự kiện rồi. Đấy, thì sự kiện này nó sẽ có một cái đoạn nhạc vào, thì nói chung các bạn không cần quan tâm đến đoạn nhạc hay lắm đâu. Các bạn chỉ cần ấn vào những cái ở dưới. Đấy, ví dụ như là hiệu ứng âm nhạc hoặc là hiệu ứng sân khấu. Đấy, thì để mà cho chúng ta có thể chơi được cái này thì chúng ta cần phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Và mình nghĩ là đến những ngày cuối thì bên Ghana Free Fire có thể tặng thêm chúng ta những huy hiệu này nữa. Làm đủ 5 huy hiệu ngày thì chúng ta sẽ có tổng cộng 10 ngày, là tương đương với 50 huy hiệu, thì chúng ta có thể mở được hết cả những cái này. Và sau khi chúng ta mở đủ cả 12 hiệu ứng thì chúng ta sẽ nhận được, đó là một cái chúng ta sẽ nhận được cái skin xe. Đấy, chúng ta cái skin xe thính. Nói chung là đây là một sự kiện mà theo mình đánh giá là quà nó cũng lởm thôi. Đấy, nhưng mà server Việt Nam là còn cho cái xe thính vào để làm quà ấy, còn mấy server khác là nó còn lởm hơn. Đấy, mấy server khác còn lởm hơn. Đấy, thì cái này cũng đơn giản, mỗi ngày cứ vào làm nhiệm vụ, sau đó thì mở khóa, thì mở khóa khói rồi lửa rồi các kiểu vào hiệu ứng của cái sân khấu rồi, thì nó sẽ có những cái nó sập sình. Đấy, nó sẽ đẹp hơn. Đấy, đơn giản, sự kiện này nó rất đơn giản như đan sổ, không có gì cả. Chỉ có một số bạn nhầm tưởng là trong cái bộ sưu tập ấy nó sẽ là quà 4 cái quà là cái xe máy, cái thanh kiếm với hai cái bom keo, thì cả bốn cái đấy đều không free đâu nhá anh em nhá. Đấy, cái đấy họ chỉ để vào trong này họ lừa tí thôi. Đấy, cũng chả hiểu sao họ phải để vào trong này để làm gì. Đấy, để vào trong này để gọi là gây lú thôi. Đấy, chứ còn nó không có cách nào để nhận cả. Thì các bạn là vì có một số bạn lý do là thật ra tôi thấy cái sự kiện này nó cũng dễ, nhưng mà tôi phải làm video tại vì có một số bạn có hỏi tôi là làm sao để nhận được 4 cái quả ở dưới trong bộ sưu tập. Thì cái này tôi nói thật với anh em là nó là cho xem cho vui thôi. Còn đây là cái xe thính này anh em, đây sẽ là xe thính nhá, dành cho anh em nào mà thích lấy cái này thì anh em có thể chú ý một chút. Thì đây sẽ là cái xe thính đấy, thì hy vọng là anh em có thể lấy cái xe thính này. Đấy, ngon chưa? Ok, thì ở trên trang chủ của Anna Free Fire ấy, thì họ cũng có đưa ra một cái post ở trên phần story cách đây khoảng 3 tiếng. Đấy, đó là cùng vote xem bộ nào sẽ quay trở lại nhé. Đấy, trang phục thì có hai bộ, đó là ma búp bê và thỏ ma quái, thì hoặc là cả hai. Thì mình nghĩ là ngày mai hoặc ngày kia ấy, trong 1-2 ngày tới ấy, thì cái bộ ma búp bê và thỏ ma quái ấy, nó sẽ quay trở lại ở trong cái vòng quay may mắn chế tác. Đấy, tức là chúng ta sẽ có một cái vòng quay may mắn chế tác hay là một cái sự kiện vòng quay gì đấy riêng dành cho hai bộ ma búp bê và thỏ ma quái này. Thế nên là nếu anh em nào mà muốn sở hữu hai bộ này ấy, thì anh em có thể tích kim cương. Mình nghĩ là có thể nó sẽ ra ở trong vòng quay con lươn, hoặc là có thể sẽ nằm ở trong cái hộp đấy, sẽ nằm trong hộp trang phục đấy. Thì mình nghĩ là anh em sẽ thích cả hai bộ này, và hai bộ này nó sẽ đều quay lại trong một cái vòng quay nào đấy. Nếu mà hỏi là thích bộ nào hơn thì mình sẽ thích bộ ma búp bê hơn, tại vì trong bộ ma búp bê nó vẫn có một cái độ gì đấy ngầu ngầu đấy. Lâu lắm tôi không chơi đối kháng anh em ạ. Anh em có thể chơi cái sự kiện kia, sự kiện nghe nó yêu cầu chúng ta chơi 3 trận ấy, thì mình nghĩ là chơi bằng cái chế độ đối kháng là nhanh nhất đấy, vào có thể bắn nhau AFK cũng được. Đấy, hôm nay mình đang bị thằng kia dẫn tỷ số 1-0 rồi, hơi cay anh em ạ. Đấy, thằng kia bắn nó vẻ tín phết, thanh niên bên kia bắn tín phết đấy.
Đấy, làm sao? À, né sát thương với chúng tôi à? Né sát thương với chúng tôi à, TAL, ca long đẹp dai, ca long đẹp dai với chúng tôi. Rồi, tỷ số rất cân bằng, đó là một đều. Đấy. Cái bộ đồ ma búp bê này ấy, thì mình nghĩ là bên Anna Free Fire sẽ ra full toàn bộ chế nắp ma búp bê này. Đấy, nhưng cái bộ này ấy, thì nó có một cái vấn đề là cái hiệu ứng của nó chả bao giờ thấy hiện thị cả. Đấy, nếu anh em nào mà chưa biết ấy, thì cái bộ này hiệu ứng của nó sẽ là sau khi mà chúng ta tồn tại một khoảng thời gian ấy, thì tự cái tay của chúng ta, cái chân của chúng ta nó sẽ có bốc lửa. Đấy, nhưng mà chả bao giờ thấy nó xuất hiện mấy. Thế từ ngồi bên Anna Free Fire nó nâng cấp vài lần thì cái hiệu ứng của bộ ấy nó biến mất luôn. Đấy, ok con dê, thanh niên kia đâu rồi? Vâng, à, thanh niên thập thò với chúng tôi. Đấy, tôi dạo em thích chơi quả súng sạc rồi anh em ạ. Vâng, quả súng này nói chung là cái hôm mà chơi trên phiên bản test thì nó hơi a đuôi, nhưng mà vào phiên bản chính thức thì bắn nó khá là ok. Rồi, hết trọt luôn. Ui dồi ôi, tuổi gì? À, tuổi gì đó ăn mì ạ? À, tuổi gì? Hai, năm ngay. Đôi khi là chúng ta bắn không cần phải sạc nha anh em nhá. Đấy, súng sạc xoay tay đôi khi là không cần phải quay tay, mà chúng ta chỉ cần bắn bình thường thôi là vẫn có thể ăn đối phương rồi. Nhiều ông cứ hơi bị gọi là máy móc, hiểu không? Nhiều ông máy móc rồi bắt rồi cứ phải xoay tay mới hạ gục đối phương được. Vâng, sâu hơn Việt Nam lag nhỉ. Đấy, úi giời. À, thằng kia nó AFK rồi anh em ạ. Ui AFK thì dở rồi. Vâng, thằng kia chắc không biết bắn súng sạc xoay tay. Đấy, chắc không biết bắn súng này nên là thôi chấp mình một ván luôn. Đấy, tươi ngay. Đấy, chấp nào, phải xem thanh niên chơi súng gì đây. À, thanh niên chơi súng gì đây. Xem thanh niên chơi súng gì nào. Đấy, ok con dê. À, bạn chơi súng gì, bạn mua nhanh hay nào. Sủi nhà bao việc. À, nhà bao việc. Ui rồi, hai tay hai khẩu M82B ạ. À. Ui, thanh niên này lại chơi theo phong cách như nào nhỉ? Đây là phong cách gọi là PC à? Ông bà mẹ bắn PC rồi. Lại thích hai tay hai súng tỉa, hai tay hai súng tỉa. Tuổi luôn. Xin bạn cái tuổi luôn. Và mình bắn này thì nó lại là vào, gọi là vào cầu. Đấy, vào cầu luôn. Xoay, thanh niên chạy té khói. Đấy, thanh niên chạy té khói anh em ạ. Đâu rồi? Ra đây bạn ơi. Ra đây bạn ơi, tối rồi làm phát bắn nhau vui vẻ, rửa tay thay quần áo đi ngủ nào. Đó, đâu rồi, à đây rồi, đây. Múa với chúng tôi này. Ha, thanh niên cũng có tí kỹ năng. Đấy, kèo kỹ năng, ha, bắn vẩy kinh ấy nhỉ. Vẩy ra đây, thập thò, đấy, bắn này phải thập thò anh em ạ. Bắn này là cứ phải thập thò, ui ui, làm sao, ui ui. Vâng, ghê đấy, nào làm sao, lên đây. Ra đây, mày ra đây, thập thò, ui. Vâng, sao nó né kinh ấy nhở. Vâng, thanh niên cũng có tí kỹ năng. Ui, vâng, mỗi thằng mất 141 máu, đau thế nhở. Vâng, bắn đau thật đấy. Vâng, làm sao. Ờ, cậu kẹo không cho mày hồi máu. Chạy chưa nào. À, ui, nó chạy mất rồi anh em ạ. Ui, nó chạy mất rồi, chạy nhanh thế nhở. Chạy nhanh như thằng trộm chó, cho mày quả liệu. Ui xôi ôi, khổ thân thanh niên. Đấy, ui, kỹ năng để mà làm cái gì đâu. Đấy, kỹ năng để mà làm cái gì đâu. Và kỹ năng của bạn cũng bình thường thôi. Đấy, bình thường như cô Hường ngồi cổng trường thôi. Đấy, một pha bắn hết nước chấm. Ôi sao lag nhở. Vâng, sao nó may mạng nó vẫn lag nhở. Dạo này mạng nhà tôi nó hơi kém anh em ạ. Và mạng của tôi dạo này nó cứ hay bị giật. Đấy, giật này. Làm sao giật với chúng tôi này. Ui, mạng cứ giật anh em ạ. Ảo thật đấy. Ra em mạng nó cứ bị giật nhưng mà tôi phải hỏi lại bên nhà mạng mới được. Ha, choáng rồi, vào đấm. Đấy, vào đấm nó làm quả chiến thắng hoành tráng em. Đấm nó. Ui, người như con lươn nhỉ. Ui, đấm nó kìa. Vẩy kinh tế. Ui, vẩy M82B chất đúng là bài tủ nó rồi. Hỏng rồi. Đúng bài tủ nó bảo sao anh em. Đúng bài tủ rồi. Bài tủ thì cậu cũng cho mày biết thế nào là bài tủ của cậu luôn. À, nào, Spart 12. Để tôi one shot cho anh em xem. Tôi bắn nó phát full đam đỏ cho anh em xem. Đấy, nào, lên đây. À, xem thằng kia nó biết bắn shotgun không. Thằng kia không biết bắn súng sạc xoay tay, chắc không biết bắn shotgun đâu anh em ạ. Đấy, tôi làm xong quả full đỏ này. Ui, vẩy nét thế. À, vẩy nét đấy. À, làm sao? Vẩy nét đấy, phun đỏ với con gì nữa. ngon ngay. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.